Vào cuối giờ chiều nay, Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất triển khai luật nghị quyết của Quốc hội khóa 15 đã bế mạc, hoàn thành chương trình đề ra. Phát biểu bế mạc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, khối lượng công việc của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan từ nay đến hết nhiệm kỳ đều rất lớn và còn có thể phát sinh nhiều vấn đề mới cần xử lý. Trong bối cảnh như vậy, việc triển khai các luật nghị quyết của Quốc hội khóa 15, nhất là luật nghị quyết vừa được thông qua tại kỳ họp thứ 5, đòi hỏi nỗ lực cao hơn, quyết tâm lớn hơn và sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn giữa các cơ quan tổ chức nhằm đưa ra các quyết sách của Quốc hội vào cuộc sống, đóng góp thiết thực vào việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ về kinh tế xã hội, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế, nhà nước, pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch Quốc hội cũng chỉ rõ công tác triển khai thực hiện luật nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội còn không ít những tồn tại hạn chế. Trong số các luật được thông qua tại kỳ họp thứ 5, có 6 luật sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 và 1 tháng 7 năm 2024, nhưng vẫn chưa có kế hoạch triển khai. Vẫn còn 11 trên 50 văn bản quy định chi tiết của các luật nghị quyết được Quốc hội thông qua từ đầu nhiệm kỳ đến hết kỳ họp thứ 4 chưa được ban hành. Cá biệt có một số trường hợp nghị quyết của Quốc hội được thông qua nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách của thực tiễn, nhưng văn bản quy định chi tiết lại ban hành chậm, làm giảm ý nghĩa hiệu lực, hiệu quả của các giải pháp đã được Quốc hội quyết định. Ví dụ như để đáp ứng yêu cầu công tác phòng chống dịch COVID-19, thì trên cơ sở nghị quyết 30 của Quốc hội, thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã sớm ban hành nghị quyết 12 từ năm 2021, cho phép thực hiện một số cơ chế chính sách trong lĩnh vực y tế, để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Nhưng phải sau 4 tháng, Nghị định số 29 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành nghị quyết mới được ban hành. Nhiều doanh nghiệp, kể cả doanh nghiệp nước ngoài và doanh nghiệp trong nước cũng có phản ánh cái này. Chủ tịch Quốc hội cho rằng trong những hạn chế này, trước hết là do người đứng đầu một số bộ ngành địa phương chưa phát huy đầy đủ trách nhiệm, chưa dành sự quan tâm thỏa đáng đến công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành pháp luật. Thực tế cho thấy, đến nay mới chỉ có 8 trên 28 bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng thể chế, còn lại đều do thứ trưởng phụ trách. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tiếp tục thực hiện nghiêm các kết luận, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, kiến nghị của các cơ quan của Quốc hội qua giám sát để nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật, tiếp tục xác định thi hành pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên của Chính phủ, các ngành, các cấp, các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, cả trung ương và địa phương, bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật. Chính phủ tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm tổ chức thi hành hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, tập trung chỉ đạo quyết liệt, bảo đảm nguồn lực và các điều kiện cần thiết cho công tác thi hành pháp luật, rà soát ban hành theo thẩm quyền hoặc chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ theo lĩnh vực phụ trách, kịp thời ban hành kế hoạch triển khai thi hành các luật và nghị quyết được Quốc hội thông qua, kịp thời hướng dẫn có giải pháp xử lý hiệu quả các vấn đề đang có vướng mắc, bất cập, bảo đảm đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và đúng quy định của luật nghị quyết, đặc biệt là trong việc triển khai các nhiệm vụ. Các quy định mới được xác định tại các luật nghị quyết rất quan trọng, như luật đấu thầu, luật giá, luật giao dịch điện tử, luật hợp tác xã, thí điểm nghị quyết một số cơ chế đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, v.v. Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu hoàn thiện cơ sở pháp lý về xử lý trách nhiệm và xử lý nghiêm kịp thời tổ chức cá nhân để xảy ra sai phạm trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Khắc phục kịp thời hiệu quả tình trạng đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm trong một bộ phận cán bộ công chức, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, tăng cường cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính, kiểm soát chặt chẽ việc ban hành thông tư, văn bản hướng dẫn, không để làm phát sinh thủ tục giấy phép con, tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật mới không phù hợp, thiếu tính khả thi, chấm dứt việc sử dụng hình thức văn bản hành chính để đặt ra các thủ tục yêu cầu khác với quy định của pháp luật. Cùng với đó, tiếp tục chú trọng thể chế hóa và triển khai thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng về chống tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật, không để xảy ra tình trạng tham nhũng chính sách, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ trong xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng, với sự đồng hành rất trách nhiệm, chủ động, hiệu quả và giám sát chặt chẽ của Quốc hội, cùng với năng lực và quyết tâm tổ chức thi hành pháp luật một cách nghiêm túc, sáng tạo của Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan như được thể hiện rõ nét qua thành công của hội nghị hôm nay sẽ là cơ sở quan trọng để thực hiện quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước, sự kỳ vọng và tin tưởng của các vị đại biểu Quốc hội, cử tri và nhân dân.